Hai chào tất cả mọi người, mình trở thành thái của sản tv đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip đó chính là nấu nếp nướng mình ăn các bạn. Đó, từ tôi và mẹ mình nướng nếp rồi đó, giờ mình sẽ ngắt nó chuối rồi cột lại rồi nấu than rồi nướng mình kia tụi kia nó xuống mình nấu luôn các bạn. Góc nè góc kìa, góc kéo đó, góc kéo bản nhau nha, biết không? DJ Taku, drop it. Cái gì kìa? Rồi chó làm ơi. Đó hàng tù. Ngủ tại mê đây mà. Mấy mốt mình thèm á ba, mấy mốt mình làm, mua làm tiếp. Anh Trương, anh đặt cái lỗ này để làm gì vậy? Đào lỗ này. Đào vô mày gì vậy? Mày đào vô mày làm cái gì? Ai vô đó kìa? Rồi.
Xin lá dứa rồi. Yep.
giờ đi, đi ra ngoài đi, đừng ăn nữa. Xả quá. Thành quả hả bạn? Mẹ vừa ăn hay lắm các bạn. Ăn gì đó nè. Đây sẽ lúc nào chảy ra hả bạn? Vô mình lấy cái mông nha bạn. Gotta see you shorty with it. Hey.
không chết gì chết. Anh bị hiếp rồi. Cãi bỏ vô lát gỡ. Trời ơi, mày gỡ ba cái kia hết đi. Lát dẹp ăn xong ra dẹp. Ôi, lát em đã chị. Ở dưới núi kìa.